Xin chào các bác, em là Duy Định đến từ Duy Định AutoWatt. Và trong video ngày hôm nay em có về một số mã rất chất lượng dành cho anh em có thể chơi những chiếc đồng hồ máy cơ và mang cái thương hiệu của Nhật Bản, bao gồm như Oren và dòng Oren Star là bản cao cấp nhất của dòng Oren. Và cụ thể trong video ngày hôm nay thì Duy Định cũng vừa cập bến tới anh em 4 mẫu sản phẩm để các bác có thể cân đối và tham khảo. Và bên em thì chuyên order những cái dòng đồng hồ đang phổ thông tại thị trường Việt Nam và xách tay trực tiếp từ thị trường Nhật Bản về. Thứ nhất là cam kết cho anh em 100% hàng chính hãng và test bằng check toàn quốc. Và rất nhiều anh em có thể cũng đã check ở những cái đại lý chính hãng khác và cũng cho rằng là đồng hồ của Duy Định cực kỳ chất lượng. Và cái thứ hai nữa là mức giá rất là phải chăng, hợp lý cho các bác có thể chơi máy cơ tiết kiệm chính hãng. Và bên em cũng có những cái dịch vụ hậu mãi sau bảo hành rất là tuyệt vời cho các bác. Khi các bác mua hàng sẽ có chế độ bảo hành lên tới 5 năm. Đó là một trong những cái mà Duy Định muốn gửi tới cho các bác. Và với những sản phẩm trong video ngày hôm nay có những chiếc đồng hồ rất chất lượng và chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về từng mẫu mã trong video ngày hôm nay. Với một chiếc đồng hồ đầu tiên thì các bác có thể thấy là một cái phiên bản hộp Oren Star. Và đây là bản kỷ niệm 70 năm của Oren. Và đây là một chiếc đồng hồ mà Duy Định cũng có săn được và hiện tại nó rất hiếm trên thị trường Việt Nam, với một chiếc thuộc dòng cao cấp và đó là bản giới hạn limited nữa. Với chiếc này thì hiện tại trên thị trường cũng đã không còn máy mới. Và cái thứ hai nữa là đối với máy cũ thì nó cũng có một cái giá trị rất là hiếm hàng cho các bác có thể chơi với một cái dòng cao cấp và cái số lượng nó vô cùng là ít ỏi. Chiếc này thì Duy Định cũng có săn được tại thị trường Nhật Bản với một cái chất lượng lên tới bản Limited Edition là 539 trên 700 chiếc các bác nhé. Đó là một trong những cái sản phẩm mà thực sự là Duy Định cũng có vô tình săn được với cái mức giá hợp lý và mang về thị trường Việt Nam để cho anh em có nhu cầu chơi, các bác có thể tìm hiểu bản này. Với một chiếc đồng hồ thì bản này nó sẽ phục vụ cho các bác chu vi cổ tay to các bác nhé. Về form size, kích thước của em nó là size 43mm, phục vụ cho anh em cổ tay trên 16 có thể chơi được chiếc này với một cái dòng cao cấp và nó kết hợp là dòng thể thao. Và các bác có thể thấy được cổ tay của Duy Định trong video này nên tay cực kỳ khỏe và rất là đẹp các bác nhé. Tay của em thì cái tay phải nó sẽ tương đương với size 16, tương đương với size 16 có thể chơi được dòng size 40-41. Tuy nhiên thì nếu mà để một cái cổ tay đẹp của các bác thì cần một cái cổ tay khoảng 17 trở lên. Đeo chiếc này cực kỳ chất lượng, nó là một trong những bản thuộc dòng sport. Tại vì sao Duy Định lại nói nó thuộc dòng thể thao? Tại vì về cái thiết kế thân vỏ này, nó được thiết kế khá là hầm hố và to bản, và nó có kết hợp với cái vòng bezel. Vòng bezel này có thể xoay ngược chiều rất là êm tai, nghe rất đã các bác nhé. Và nó cũng góp phần giúp cho các bác có thể tính giờ thể thao được, nghe cực kỳ đã trên cái vòng bezel này. Và ngoài ra thì có những thiết kế thể thao như vậy nó cũng được kết hợp với một cái sự nhã nhặn, đó chính là dây da màu đen dập vân cá sấu này. Và dây da nó đi kèm với khóa chống gãy dây, chống gập, hay gọi là dòng khóa bướm ở trên dòng Oren Star này. Và khóa và thân vỏ đều được hoàn thiện bởi thép đen các bác nhé. Thép đen rất là nam tính và khỏe. Về phần thân vỏ, cạnh trái cạnh phải đều được đánh phay xước với những đường phay xước ngang màu đen. Đây là thân máy. Với cái bản Limited Edition nó chỉ có 700 chiếc toàn cầu trên toàn thế giới, và tại thị trường Việt Nam Duy Định thấy nó cũng rất là khan hàng. Thế nên là Duy Định cũng có săn về được mức giá cực kỳ ngon với một cái sản phẩm mã số là 539 trên 700. Anh em quan tâm chiếc này thực sự là một chiếc độc lạ và rất hiếm hiếm trên thị trường Việt Nam nếu mà anh em cân đối. Với chiếc này, máy mới mà khi mà chiếc này được cho ra đời vào khoảng năm 2023 thì chiếc này sẽ có cái mức giá niêm yết của hãng là khoảng ngoài 20 triệu một chút. Ngoài 20 triệu một chút trong cái thời điểm đó. Và cái thứ hai nữa, bây giờ nếu mà anh em có 20 triệu cũng không mua được máy mới cơ. Đó là một cái mà cái dòng Limited nó thể hiện được cái độ độc lạ và cái độ hiếm của sản phẩm. Thế nên cái giá thành của nó cũng, nếu mà các bác mua hàng mới niêm yết thì giá rất cao. Và tại đồng hồ Duy Định thì đang có mức giá cực kỳ ngon, cũng chia sẻ lại cho anh em với một cái mức giá là 7.800.000 các bác nhé. Và nếu mà các bác đặt hàng có một cái mã số là D200 size 43, đây là mã để cho anh em có thể tra cứu Google. Đây là bản mã Nhật nội địa anh em nhé. Còn về thông số cỗ máy và về thiết kế thì Duy Định có review cho anh em luôn là được sở hữu kính sapphire chống xước hoàn toàn, có phủ AR chống lóa các bác nhé, rất trong trên cái phần kính này. Có một ô cửa sổ nội cơ open hood ở vị trí góc 9 giờ. Ngoài ra nó sẽ có một bảng máy cao cấp đến từ in-house với khả năng chữ con lên tới 50 giờ, cực kỳ cao. Và với sản phẩm của chúng ta sẽ có kim cọc dạ quang rất đẹp và phần kim lưỡi kiếm to bản có khoét lòng rất ấn tượng.
Chiếc này thì về cọc số được hoàn thiện là cọc số học trò đang xen cọc vạch, còn phần kim sẽ được mạ PVD màu vàng hồng anh em nhé, có điểm nhấn rất cao. Chiếc này thì có độ chống nước nó cực kỳ khủng nữa, nó được coi là một chiếc đồng hồ dòng driver với độ chống nước lên tới 200m, khá là thoải mái cho anh em có thể bơi lội tắm rửa sở hữu cái sản phẩm này. Và chúng ta sẽ có một cỗ máy thuộc dòng Redwatch mà lại được trang bị với một độ chống nước siêu cao, giúp cho anh em có thể bơi lội tắm rửa sinh hoạt với chiếc này cực kỳ cao. Nó được trang bị một cái núm chỉnh skill down các bác nhé, thế nên là cái độ chống nước của nó tăng lên rất là nhiều, nó giúp cho các bác có thể sở hữu một chiếc cực kỳ chất lượng. Chiếc này thì với độ mới là 99%, anh em có thể nhìn thấy phần dây có lên tay sử dụng rồi. Và chiếc này thì nó là một chiếc máy lướt, Duy Định cũng chia sẻ cho anh em luôn, và đầy đủ hộp sổ chính hãng của Aura Star, nên các bác yên tâm rằng với một cỗ máy này các bác mua một chiếc máy đẹp như mới, mà cái chất lượng cũng như là cái giá thành mà Duy Định để lại cho anh em thì thực sự là một chiếc có mức giá thành rất hợp lý, 7.800.000, thậm chí còn tốt hơn so với những dòng Aura Star hiện tại bây giờ. Đây là bản máy đời cao và cao cấp, hiện tại thì bên em cũng có thêm những bản màu khác đấy, nếu anh em quan tâm thì em có hai bản nữa cơ, cho anh em quan tâm bản dây kim loại cũng có nhé. Với sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chiếc Orang. Đây là phiên bản hộp thường với một dòng Orang tầm trung, phục vụ cho anh em chơi một chiếc đầy đủ tính năng. Tuy nhiên thì nó sẽ là một cái phân khúc tầm trung, là một cái sản phẩm mà cũng rất là đáng chơi cho anh em, phân khúc chỉ quanh 5 triệu. Chiếc này thì nó có một cái tên gọi là dòng Orang Small Second. Chiếc này thì lên tay nó cũng rất là ấn tượng với một cái thiết kế lộ cơ open hood góc 9 giờ. Ngoài ra thì những cái tính năng mà nó được trang bị sở hữu ở trên cái cỗ máy này thì nó cũng rất là đầy đủ và cũng không thua kém gì so với những cái dòng cao cấp cả. Nó vẫn có kính sapphire, có cỗ máy đời cao in-house và có một khả năng chịu cót tối đa là 40 giờ. Chiếc này thì với một cái form size là size 40.5, em sẽ đo lại cho các bác có thể biết được cái size chính xác. Size của chiếc này là size 41 các bác nhé, size 41mm, phục vụ cho anh em chu vi cổ tay quanh từ 15.5 đến tầm 18, lên tay thì rất là đẹp và nó được sở hữu dây da giúp cho các bác lên tay nó cũng dễ dàng và đơn giản hơn so với những cái phiên bản ở dây kim loại khác. Và với cỗ máy của chúng ta có một ô cửa sổ lộ cơ góc 9 giờ. Ngoài ra thì ở góc 6 giờ các bác có thể thấy một cái sự mới lạ, đó chính là kim dây, nó được thể hiện qua một cái sắp riêng biệt. Chiếc này thì vẫn đầy đủ dạ quang trên hai kim, kính sapphire, dây da và thân vỏ bằng thép không gỉ và hoàn thiện là thép trắng. Về một cỗ máy thì anh em vẫn được sở hữu một cái đầu máy khá là cao với đầu máy F6S22 có 24 chân kính, tần số dao động là 21.600 và khả năng chịu cót tối đa là 40 giờ. Đây là bản thường của Orange thì nó sẽ có một cỗ máy in-house của Orange với khả năng chịu cót là 40 giờ. Chỉ có riêng bản Orange Star nó là thuộc dòng cao cấp các bác nhé, thì nó mới có một cái cỗ máy có độ lưu chịu cót cao hơn 10 giờ. Đó, nên các bác cũng đừng nhầm tưởng giữa hai cái bản này. Đó, tuy nhiên thì bản này Duy Định đang có mức giá rất là hợp lý với một cái mức giá thành đang niêm yết tại hãng là khoảng 8.500.000, và tại đồng hồ Duy Định thì chỉ có một cái mức giá là 4.800.000. 4.800.000, tại vì sao cái mức giá thành hiện tại Duy Định nó lại hợp lý hơn cho anh em? Thứ nhất là bên Duy Định chuyên order và săn sale được hàng giá tốt tại thị trường Nhật Bản, và cái thứ hai nữa là bên Duy Định sẽ tối ưu mọi chi phí để bán cho anh em cái mức giá hợp lý hơn so với hãng đang phân phối anh em nhé. Nên anh em yên tâm rằng là một cỗ máy chất lượng và vẫn có một mức giá thành hợp lý. Ngoài ra thì với cái giá thành đó, Duy Định cũng có một cái chế độ bảo hành cho anh em sau khi mua hàng để anh em yên tâm hoàn toàn có thể sở hữu được cái cỗ máy này. Ngoài ra thì em cũng có về thêm được với một chiếc mà anh em cũng săn rất nhiều, và trong thời điểm hiện tại thì tại đầu của Nhật Bản, nhà phân phối đang có cái mức giá nhập về. Bên em nhập về thì giá được rồi, Orange nó tăng khá nhiều anh em nhé. Tuy nhiên thì bên em vẫn giao lưu với các bác với một cái mức giá cực kỳ ngon. Với tất cả những cái sản phẩm hiện tại bên em đều có mức giá tốt bao thị trường cho các bác. Với sản phẩm tiếp theo thì chúng ta có một chiếc thuộc dòng Orange SK. Đây là một cỗ máy huyền thoại mà các bác cho rằng đây là một cỗ máy không bao giờ lỗi thời. Với chiếc này thì Duy Định cũng có về hàng được rất là nhiều. Tuy nhiên thì anh em có cái sự quan tâm và cũng ủng hộ Duy Định rất nhiều về cái mẫu mã dòng SK này. Thế nên là cái số lượng mà Duy Định về không bao giờ nó có còn hàng được lâu. Thường thì về là các bác mua gần như hết hàng. Đó, và hôm nay thì em có về được cho anh em với 6 chiếc để cho các bác quan tâm và nhanh tay. Nếu các bác hôm trước chưa mua được
thì bác có thể tham khảo video này để chọn cho mình một chiếc hợp lý. Tuy nhiên thì cái mức giá thành nó bị nhỉnh hơn một chút xíu thôi anh em nhé, chỉ là 4.500.000 tại đồng hồ Duy Định với một dòng Orange SK. Còn về thông số thì Duy Định cũng không cần nhắc tới quá nhiều vì chiếc này nó là một chiếc đi vào lịch sử với cái thời gian cách đây khoảng mười mấy năm, nó đang có một mức giá sấp xỉ một chỉ vàng. Hiện tại bây giờ vàng rất cao và cái mức giá thành mà Duy Định lại gửi tới cho các bác mức giá hợp lý nữa, thế nên là nó chỉ chưa bằng một chỉ vàng đâu anh em nhé. Mức giá là 4.500.000 đối với một bản cao cấp, bản 2019 của Orange SK với cỗ máy đời cao với độ hoàn thiện tốt hơn. Ngoài ra thì bản Nhật nội địa nó có thêm một cái cỗ máy Nhật hoàn toàn để anh em có thể chơi nữa. Và cũng có một bác thắc mắc rằng là có thể sở hữu được tiếng Anh hay không, thì chắc chắn là có các bác nhé. Đây là tiếng Anh và có thêm một bộ lịch tiếng Nhật. Tiếng Nhật thì nó sở hữu cho thị trường nội địa Nhật, còn có cả tiếng Anh để cho bác có thể sở hữu với toàn cầu. Với chiếc này thì mức giá máy mới 100% anh em nhé. Duy Định đang có mức giá cho anh em là 4.500.000 và mức giá niêm yết của hãng là 8.000.000, thì các bác có thể cân nhắc. Và hiện tại thì nếu mà các bác ra hãng, ra ngoài hãng không bao giờ có bản Nhật nội địa, chỉ có bản quốc tế. Còn giữa hai bản này nó khác nhau về cái gì? Thì một bản nó dành riêng cho thị trường Nhật Bản, nó có thêm lịch tiếng Nhật và cái nguồn gốc xuất xứ nó được Nhật hoàn toàn. Và với sản phẩm này Duy Định đang giao lưu các bác mức giá là 4.500.000, và nếu anh em quan tâm thì có thể truy cập ở trang chủ của Duy Định, hoặc là các bác liên hệ với Duy Định qua số hotline nhé, nhắn tin gọi điện đều được cả. Bên em cũng có số Zalo để các bác có thể tiện liên hệ cũng như là nhận tư vấn, nó dễ dàng hơn qua hình ảnh video, nó sẽ dễ dàng hơn so với gọi điện các bác nhé. Còn một sản phẩm tiếp theo mà Duy Định vừa về, chiếc này thì em cũng vừa về vừa xong và cũng quay video cho các bác luôn để các bác có thể cân đối được, với một chiếc thuộc dòng Orange Star. Và dòng Orange Star trong thời điểm vừa rồi cũng bị tăng giá ảnh hưởng bởi đồng yên Nhật rất là nhiều. Sản phẩm này thì Duy Định cũng về một cái mức giá cũng hợp lý đấy, nó vẫn là hợp lý cho anh em, bao tốt trên thị trường. Chiếc này thì đầy đủ hộp sổ, nhưng các bác yên tâm rằng chiếc này thì cực kỳ ngon, nó còn đang còn siêu ni lông nên Duy Định nhờ sẽ bóc ra để cho các bác có thể thấy được. Nó bọc hơi kỹ một chút nên các bác thôi, các bác tiện là theo dõi qua cái siêu ni lông này nó hơi mờ một chút thì các bác thông cảm nhé. Thì em sẽ bóc sau và review kỹ hơn cho anh em sau. Với cái bản này thì nó được gọi là một cái dòng Orange Open Heart, bản cao cấp của Orange Star, và Duy Định cũng cập nhật rất là nhiều trên kênh YouTube của đồng hồ Duy Định rồi, với bản mã REAT0003S các bác nhé. Chiếc này thì về thiết kế cũng như là về cái form size nó rất là dễ chơi cho anh em cổ tay nhỏ. Về kích thước mặt số là 39.3 và mặt số là mặt trắng kim xanh, rất là đáng chơi. Kính sapphire của R chống lóa, thân vỏ dây đúc và cỗ máy in-house có nội cơ góc 9 giờ. Thiết kế rất là tỉ mỉ và tinh xảo đối với dòng cao cấp này, vì đây là cái thương hiệu cao cấp nhất của dòng Orange, thế nên anh em yên tâm về chất lượng và độ bền chính xác, nó sẽ là hoàn toàn cao cấp cho các bác có thể tìm hiểu về cái dòng này. Và chiếc này thì Duy Định đang có giao lưu mức giá đợt này là 7.500.000 anh em nhé, nhỉnh hơn một vài trăm so với mức giá cũ. Và các bác cũng thông cảm rằng là cái mức đầu nhập bên Nhật nó bị cao chứ không phải là Duy Định tăng giá. Nhưng mà các bác yên tâm là tại đồng hồ Duy Định vẫn có mức giá tốt nhất thị trường. Và nếu các bác mua những bên như Duy Định đang có mức giá ngoài 8.000.000 hết, anh em yên tâm nhé. Còn tại đồng hồ Duy Định đang có giao lưu với các bác mức giá vẫn là tốt đấy, nên các bác có thể cân nhắc. Ở trên này thì máy mới 100% rồi, đầy đủ hộp sổ, đầy siêu ni lông, và với cái mức giá là 7.500.000 cho anh em quan tâm, bao ship toàn quốc, các bác có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đó là cái mà Duy Định muốn gửi tới cho các bác và người dùng, thậm chí là máy mới máy cũ bên em đều cam kết cho anh em như vậy. Thì nếu mà các bác có mức tài chính thấp thì các bác thì chơi máy lướt, máy lướt thì nó cũng rất là ngon. Thực sự cỗ máy này nếu các bác sử dụng, tuổi thọ của nó từ 15 đến 20 năm, nếu các bác sử dụng đúng cách và bảo dưỡng định kỳ thì cái tuổi thọ của đồng hồ rất là cao. Và nên các bác yên tâm rằng máy lướt nó còn rất ngon và mức giá thành nó lại hợp lý để các bác có thể chọn lựa. Rất cảm ơn anh em, và nếu các bác yêu thích Duy Định có thể cho em một đăng ký kênh. Đợt này thì em cũng không lên video được thường xuyên nên đôi lúc thì các bác cũng thông cảm, vì thời gian này em cũng đang có một cái chút việc bận. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức để lên video cho các bác thường xuyên, một tuần khoảng một vài video để các bác có thể cập nhật được hàng mới về. Nhiều lúc hàng về đợt này em chưa quay kịp,
cũng đã bán mất rồi. Đó, các bác cũng tin tưởng ủng hộ rất là nhiều, thế nên là đợt này thì em sẽ lên video nhiều hơn để các bác có thể tìm hiểu được về đồng hồ, và cái thứ hai là các bác mua hàng một cách sớm nhất. Rất cảm ơn anh em và các bác đã ủng hộ Duy Định trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong video sau.